bình an đi. Chúng đồng cứu ông, bước chân dồn đan trên đường ngọc biển xa. Cười mau chiêm thăng nam hồ nước, sông ngoài xa chiêm công quân hàng ca. Đường vinh quang xây xa quân thù, thăng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng hô ra xa trường tiếng lên, cùng tiếng lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Đoàn ca, quyền tìm lại thanh niên ta cùng nhau đi lên, giới đất đi thề xin giữ hòa bình độc lập tự do. Kết tìm lại thanh niên ta cùng quyết tiến bước, đánh thắng thù xây đất đời hạnh phúc tâm lo. Đi lên thanh niên khó khăn ngày chi, đi lên thanh niên làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào nuôi và lấp biển, quý chí ác làm nên. Để tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại, vị cha già chính yêu của dân tộc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đoàn viên thanh niên đã ngã xuống hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phút bình yên bắt đầu. Thôi, xin mời quý đại biểu, các đồng chí đoàn viên. Mình làm đúng rồi, mình cố gắng thanh nhẹ lên là điều tất nhiên của tuổi trẻ. Thầy 51 tuổi rồi mà thầy còn nhanh lắm chứ các em. Được chưa? Hát thành công chưa? Đồng ca, hát quốc ca xong rồi qua đồng ca kết nghiệp lại luôn. Bây giờ đúng không? À, chia tay với nó mãi mãi từ đây. Làm được đúng không? Chúng ta đã ổn định cho buổi lễ kết nạp đoàn viên mới. Và tiếp theo xin mời về đại biểu thầy giáo, cô giáo, toàn thể các tú. Trong không khí hân hoan chào mừng 132 năm của đoàn cấp trên thực hiện sự chỉ đạo của đoàn phường, căn cứ vào kế hoạch hoặc đề nghị xin vào đoàn và đọc quyết định kết nạp đoàn viên mới cho phía đoàn phường, là cũng xin báo lại các đồng chí trong ban thường vụ đoàn ở chiều nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Tú có tên sau bước lên trên để làm thủ tục kết nạp đoàn, kết nạp đoàn viên. Người biết về việc chuẩn bị kết nạp đoàn viên. Thưa đồng chí Dương Tiến, tổng căn cứ kết quả cái lớp hẹn các đoàn ngày 12 tháng 3 năm 2022, kết nạp các anh chị có tên đơn sách vào đoàn thanh niên cộng sản Trung Minh, đi bỏ cái thư tỉnh Hồng Yêu đặc biệt sau đây bước đúng rồi. Đúng rồi. Thầy thâu chút nữa. Thầy nữ thế nào? Không cầm, không cầm cái gì đây. Trái đúng không? Mắt phải. Dạ. Không thấy. Để đỡ nha. Cô là cuối đấy. Phải tháo ra nha, chứ cái nút là sai rồi. Khác anh đưa cho. Rồi. Đưa ra phía trước rồi. Rồi. Thánh tay lên, thánh tay lên. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cái áo nó dày hơn cái kia một cái kia nó còn mảnh hơn cái áo thôi. Bây giờ cái hồ là chế độ chúng ta trong càng ở đây. Rồi tiếp theo mời 13. Cảm ơn hai đồng chí. Rồi thầy xin lại chút nữa là. Rồi hàng một tiến lên một bước. Chút nữa các em ra ghi nhận lại nha. Ưu tú, tôi gọi là đồng chí được rồi đấy. Cái tuổi của mình một xíu nhớ phép lên một đại tuổi mình một xíu rồi mình không làm điều về nhé, còn tiếp nhớ họ 46 lòng của đồng chí Nghĩa
giao nhiệm vụ bên này là theo dõi, giúp đỡ cùng với đồng chí trưởng. Trưởng cũng đã nhắc nhở các em và giao một số nhiệm vụ riêng ban chấp hành vì đoàn giáo viên để chúng ta phấn đấu như cái lời dạy của cô đẩy tính hết năm học, sinh hợp chung các đồng chí đoàn viên giáo viên để chúng ta nhắc nhở. Nghiêm! Nhìn cho giao! Các học sinh, sau đây em xin thay mặt cho 28 vận động viên ưu tú được kết nạp đoàn trên buổi lễ hôm nay và biểu cảm nghĩ khi được đứng trong hàng ngũ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn là môi trường tiên tiến của chúng ta, có điều kiện sinh hoạt, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần, luôn là chỗ dựa vững chắc để chúng em phát triển các năng lực của mình. Đoàn như là một người đại diện để bảo vệ, chăm lo cho chúng em thành người góp phần bảo vệ và phát huy quyền lợi của tôi chỉ. Chúng em ngày nay và mai sau được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trước cờ tổ quốc, cờ đoàn, trước trang dung Bác Hồ vĩ đại. Chúng em xin hứa chỉ cố gắng học tập phấn đấu trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ đoàn, luôn tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ mọi người luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam. Cuối cùng em xin chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng các bạn đoàn viên mới mạnh khỏe, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.